Xeko ơi, where are we going to? Singapore. Lên bằng đồ lên chỗ nào đấy con thích con nhìn con thích à muốn biết sao Mình đang đi đâu hôm nay bạn nhỉ? Đang đi Singapore. Singapore mình chuẩn bị đi sở thú đúng không? Và sở thú bạn sẽ xem ai? Bạn qua đẩy gỗ. À, bạn qua đẩy gỗ hả? Ok nha. Oh,
Đây nè, bây giờ mình tới xem show elephant con nhé. Em sẽ đẩy xuống hay sao ta? Ngoài thấy cậu ăn lại mấy cái nữa không? Tí nữa mình sẽ ngồi bên kia, con sẽ đi ra biểu diễn cho mình xem ha. Và sẽ đẩy gỗ cho con xem ha. Tí nữa khi biểu diễn các bạn sẽ đi ra đó mà. Hãy đi ra phía mình nè con. Em thấy bị cờ dây điện dây dây đắn hết rồi này. Với lại bạn phải ăn thì lấy sức để biểu diễn cho con coi đó. Bạn sẽ đẩy gỗ đó. The top jati will probably be the one who reaches it. You can see the height difference is quite clear. Jati is actually standing on a lower platform, but she's almost the same height as Gambit. Friendly, most gentle elephant, because she came here when she was just a little baby. Her adoptive father is over here, my very senior colleague Mr. Rawa. He worked here over 30 years. Gambit is now 33 years old. Okay, so he used to bottle feed her. This thing is not to be the elephant wheel, okay guys? This thing's actually to guide Ita. Ita, say hi, everybody say hi, Ita. So that's Ita's little way of saying hi to everyone. Ah, and Ita's gonna open her mouth and show you what's inside there. So if you guys at the front can see, actually the elephants have teeth. A single elephant will have 4 teeth at any point in time. And a single tooth is as big and heavy as a brick, okay? It's about 1.5 to 2 kilograms. And that's what she uses to grind all the food that she eats every single day. So a nice big open mouth by Ita. Another, so this is SB. I guess he found some food in the dustbin. Hold on. If you do notice when they are moving, they have their tail high up. Okay, now focus your attention to the lemurs. Now this is what they would do to prepare themselves before. Very cool, kind of. Oh,
Đúng rồi. Thế cô mẹ bố, thế bạn gái của con đâu? Bạn gái của con đâu rồi? Thế con lưỡi của bạn Hương có cổ đâu? Hey, I saw an alligator.